Chào các bạn, hôm nay mình sẽ nói chuyện về dập với các bạn và giải thích cho các bạn biết là dập là gì. Dập là khuôn mẫu của sản phẩm được cắt trên giấy theo hình dáng chi tiết trên sản phẩm. Đấy, được cắt theo tỷ lệ 1:1 theo số đo của con người. Dập được đặt trên vải, cắt ra bán thành phẩm, may ráp lại với nhau tạo thành sản phẩm. Đấy, dập dùng để cắt vải với số lượng lớn nhỏ và có thể tái sử dụng làm nhiều lần dùng cho sản xuất. Đấy. Đấy. Các bạn cũng có thể cắt ốp dập vào giấy, cắt đơn chiếc cũng được mà cắt số lượng nhiều cũng được. Đấy, đấy là có những dập gồm những loại nào thì bây giờ mình sẽ giải thích với các bạn là dập là gồm những dập trong thiết kế là theo tùy theo yêu cầu của sản phẩm mà sẽ có các loại khác nhau đáp ứng yêu cầu của sản phẩm và yêu cầu của thiết kế. Dập gồm có hai loại: loại thành phẩm, đây là loại dập dùng để làm dấu các vị trí như đường giáp may. Đấy. Dập là các chi tiết thành phẩm, chúng được làm dùng để cắt các vị trí như mách này, dựng này, đấy, mách dựng, vải lót vân vân. Đấy, ví dụ như là túi này, xăng dấu túi này, banh này, ben này, hay là nút, hay là chỗ cài quy áo này, vân vân. Dập thành phẩm là loại dập dùng cho giấy rác sơ đồ cắt mẫu để may. Đấy. Cách thiết kế dập ấy thì là sẽ có ba loại thiết kế dập khác nhau, nhưng mà quy vào thành hai loại, đó là loại thiết kế dập bằng tay. Đấy, cái loại thiết kế dập bằng tay ấy thì là loại thiết kế dập truyền thống các bạn ạ. Thiết kế dập bằng tay là loại thiết kế dập truyền thống. Đấy, là ta dùng những cái công thức. Đấy, ta dùng công thức để mà thiết kế dập trên giấy. Đấy, để mà thiết kế dập trên giấy, thiết kế các cái công thức dùng để thiết kế trên giấy theo tỷ lệ 1:1. Đấy, theo tỷ lệ 1:1 mà ta đã đo được trên cơ thể hình dáng con người. Và ta cũng có thể là dùng phương pháp hai là làm tay trên malacanh. Đấy, làm tay trên malacanh thì là người ta thường gọi là lập dập 2D và dập 3D. Đấy, thì ta hay thường gọi là dập 3D. Đấy, dập 3D này thì là thường làm trực tiếp trên malacanh và cũng làm bằng tay hết. Đấy, thì và nhiều một số người ấy, thì họ dùng chất liệu vải và chất liệu vải khác nhau để mà thiết kế trên malacanh đấy. Và có một số bạn dùng chất liệu là bằng giấy. Đấy, chất liệu bằng giấy để mà làm trên malacanh. Đấy, để mà tạo ra mẫu thiết kế thì phương pháp thứ hai là thiết kế dập bằng máy vi tính. Thì thiết kế dập bằng máy vi tính thì đòi hỏi các bạn phải giỏi về công nghệ này, giỏi về công nghệ. Đấy, là phải giỏi bằng công nghệ, phải biết cách sử dụng các phần mềm chuyên ngành về may mặc. Đấy, việc thiết kế phần mềm cho phép bạn nhảy sai này, rồi thì chạy sơ đồ và rác sơ đồ trở nên hiệu quả hơn, trở nên tiết kiệm hơn. Đấy, và hợp lý hơn. Ưu điểm của cách thiết kế này là tạo ra được sản phẩm có đặc tính chính xác cao, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian hơn so với cách thiết kế dập bằng tay. Đấy, so với thiết kế dập bằng tay. Đấy, thiết kế dập bằng tay thì nếu như các bạn thiết kế dập bằng tay cắt trên các cái mẫu mà trên giấy, thiết kế dập bằng tay mà các bạn thiết kế trên giấy thì nó có nhiều cái ưu điểm. Đấy, là dù bạn dùng công thức để thiết kế nhanh gọn, phương pháp nhanh gọn để mà làm để thiết kế dập, nhưng mà có một số mẫu ý, thì các bạn phải làm trên malacanh thì các bạn sẽ làm được là ôm hơn so với sản phẩm. Vì các bạn làm trực tiếp trên malacanh thì các bạn
có những ma canh, ví dụ như ma canh size M, size L các bạn làm thì kiếm ôm hơn so với vẽ dập bằng tay. Dập bằng tay thì thường thường là vẽ dập bằng tay trên giấy thì là thường thường là cái dáng rộng hơn so với cái dáng dập thiết kế trên ma canh. Và trên ma canh thì ta có dùng nhiều phương pháp, ta phải biết phương pháp để mà làm sao cho nó ôm, làm sao cho nó ôm mà được với sản phẩm đấy, và làm sao cho ôm được với sản phẩm. Và một số mẫu nó bồng bềnh đấy, thì là bồng bềnh đấy, mẫu nhiều mẫu bồng bềnh, nhiều mẫu xoắn đấy, nhiều mẫu xoắn, nhiều mẫu rúm đấy, thì ta có thể hình dung được ngay trực tiếp trên ma canh đấy, ta thấy có thể hình dung ngay được, nhà thiết kế có thể hình dung ngay được, nhà thiết kế có thể nắm bắt ngay được và nhìn ngay được ra đấy, và tạo mẫu nó hiệu quả hơn là thiết kế dập bằng trên giấy đấy. Nhưng mà làm trên ma canh các bạn làm sẽ làm sẽ mất nhiều thời gian hơn so với các bạn thiết kế trên giấy đấy, bởi vì thiết kế trên giấy nó đơn giản hơn so với thiết kế trên ma canh, bởi vì qua suốt nhiều chiều dài năm tháng là ông cha ta và các anh chị ông bà ta ngày xưa đã vẽ trên tay, đã vẽ tay và cắt trực tiếp trên vải rất nhiều, và vẽ trực tiếp trên giấy rất nhiều. Còn làm ma la canh thì mới du nhập vào đây khoảng tầm 10 năm là các bạn hay làm trên ma la canh đấy, du nhập từ nước ngoài khoảng 10 năm vào thì các bạn làm trên ma canh là nhiều đấy. Và có một cái mới nữa bây giờ ấy, thì du nhập mới bây giờ là các bạn thay vì các bạn làm trên ma canh mà các bạn làm trên người thật đấy. Có một số người các bạn thấy ở bên nước ngoài ấy, họ đến họ may đo, họ đo luôn số đo của người ta và người ta cắt luôn và làm luôn, đứng coi như là người mẫu, làm trực tiếp luôn trên mẫu luôn, trực tiếp lên trên mẫu thật luôn đấy, trực tiếp lên trên người thật luôn, trực tiếp lên trên người thật luôn chứ không phải mà la canh nữa. Mà làm như thế thì các bạn rất là phải cẩn thận, bởi vì các bạn dùng ghim này, dùng đinh này, dùng ghim này để ghim vào, mà các bạn ghim làm sao rất là khéo mà vừa có thể ghim được vải vào với nhau, vừa có thể không bị đâm vào da người khách hàng, làm cho khách hàng khó chịu, đau đớn đấy, cảm giác sợ hãi đấy. Đấy là một cái dùng cái những cái phương pháp mà các bạn cần phải học hỏi nhiều lắm, mất nhiều so với xu hướng hòa nhập của thế giới và thời trang thế giới đấy. Các bạn có thấy hình dung các cửa hàng thời trang thế giới, các bạn xem phim ý, các bộ phim của Anh, của Pháp, của Mỹ thì cứ thấy là người ta đến đo và nhân viên người ta may vác ý, người ta có thể ướm luôn trực tiếp lên trên người khách hàng, người ta lược luôn ngay trên người của khách hàng đấy. Kể cả váy cũng thế, kể cả đầm cũng thế đấy, cũng người ta cũng làm trực tiếp trên cái người khách hàng đấy. Mà không phải chỉ có một người làm trên một khách hàng đâu, người ta là dùng 3-4 người người ta làm trực tiếp trên người của khách hàng thì hiệu quả nhanh hơn. 3-4 người cùng làm việc cũng với nhau như thế là phải nhuần nhuyễn, phải thuần thục đấy, để không vướng víu vào nhau, không va chạm vào nhau, đấy là sự chuyên nghiệp của nước ngoài đấy. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn về dập rồi này, có bao nhiêu cách làm dập và thiết kế dập như thế nào đấy. Mong rằng qua video clip này các bạn hiểu rõ hơn về dập, hiểu rõ hơn về làm việc, cách làm việc và cách thiết kế dập. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video clip lần sau.